Lật đổ nóc nhà. Mẹ! Trời nhá nhem tối rồi, hai đứa còn ngồi đây làm chi? Sao không vào nhà ngồi cho đỡ mũi? Trong nhà làm gì còn chỗ mà ngồi ạ? Sao lại vậy? Cha của chúng bay đâu? Cha ở trong nhà đó. Tôi ăn ván này rồi nha. Lại thua rồi. Hôm nay đen quá. Trời ơi là trời. Đi chợ cả ngày, dặn mình ở nhà xay thóc, thế mà. Bu nó về rồi hả? Thôi, muộn rồi, chúng tôi xin phép nha. Thế về à? Để cho người ta gỡ đã chứ. Thôi, để mai đi. Thế nhé, chúng tôi về đây. Bu nó không biết nể nang mặt tôi gì cả. Làm gì mà vừa về đến nhà đã ôm sòm cả lên. Mình nói thế mà nghe được hay sao? Mẹ, sao nhà mình mấy hôm nay toàn ăn rau vậy mẹ? Phải đấy, bọn con muốn ăn thịt con. Thôi, ngoan nào, cố ăn nốt bữa nay đi. Sớm mai đi chợ, mẹ mua thịt cho. Dạ, mẹ nhớ nha, lần này mẹ không được quên đâu đấy. Ừ, mẹ nhớ rồi. Anh Tư ơi! Ồ, bác Tám, bác vào đây. Nghe nói chú gọi người bán trâu, tôi qua xem. Nếu được thì để lại cho tôi luôn cho tiện. Sao? Sao cơ? Lần này tôi quyết bán lấy vốn, rồi gỡ gạc lại. Đợt vừa rồi đen quá, nên mới thua sạch. Lần này nhất định tôi sẽ gỡ lại được mà. Mình cứ tin tưởng ở tôi đi. Mình ơi, nhà ta ra nông nổi này mà mình vẫn còn chưa sáng mắt ra sao? Bao nhiêu ruộng vườn, trâu bò, mình cứ bán dần đi hết để nướng vào chiếu bạc rồi. Mình bỏ bài bạc đi, không gỡ nổi đâu. Càng gỡ chỉ càng thua thêm thôi. Phỉ phui cái mồm, chưa gì đã trù éo người ta. Tôi đã nói, lần này nhất định tôi sẽ gỡ lại được. Mình nghe lời tôi một lần thôi mà, nhà chẳng còn gì ngoài mỗi con trâu. Giờ mình bán nốt, nhà ta chỉ còn nước đi ăn mày. Đúng là suối quẩy mà. Sao việc gì tôi làm mình cũng cản vậy? Thế cô chú cứ bàn bạc cho kỹ nha. Tôi xin phép. Dạ, bác về. Tôi đã quyết rồi. Sao mà mày cứ lẩn quẩn gì trong ấy hả? Đi ra, ra. Hôm nay mày lại đần thế. Có mỗi cái việc ra khỏi chùa mà cũng không biết. Đi ra, bảo đi ra có ra không? Không nhẽ tao lại đi kiếm cái cây gậy lớn phán cho mày một trận. Bù nó đang làm gì vậy? Mình đấy à, tôi đang lùa nó ra khỏi chuồng để mình bán nè. Thế mới gọi là bù nó chứ. Nhưng không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia ra làm sao được? Có gì đâu mà không ra lọt chứ. Ô hay, đúng là bù nó hôm nay ấm đầu thật rồi. Bù nó bảo con trâu ra đằng nào cho lọt bây giờ. Thì rõ là cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu này cũng chui lọt lòng đĩa. Huống hồ gì cái chuồng này to gấp ngàn lần cái lòng đĩa, nó chui không lọt hay sao mình? Mình ơi, giờ vẫn chưa muộn mà. Tôi khuyên mình bỏ thói cờ bạc, vợ chồng ta tu chí làm ăn, của cải ác rồi sẽ lại về. Mình à, đừng để con trâu này lọt nốt vào đĩa bạc, không lôi nó ra được đâu. Mình hãy thương tôi, thương lấy các con. Chúng nó đã mấy ngày nay chưa được miếng gì tử tế rồi. Tôi hiểu rồi mình ơi. Từ nay tôi hứa sẽ tu chí làm ăn. Tôi hứa đấy. Người làm công bệnh tật. Dạ chào chị. Vâng, anh đi vệ sinh à? Dạ không. Tôi đến xin việc. Bên chị có cần người dọn dẹp vệ sinh không ạ? Không có. Bên tôi đủ người rồi. Vâng, xin lỗi đã làm phiền chị. Khiếp, người gì mà kinh. Thuê anh dọn dẹp để mà khách họ chạy mất dép à? Chẳng dám đi vệ sinh nữa. Ôi, anh đến đây rồi. Sao đợt này anh đến muộn thế? Mau vào thông cống luôn giúp cho tôi nha. Vâng, tôi làm ngay đây. Hả? Cái gì? Thôi được rồi, để tôi tính. Dở thế không biết, thế có chết tôi không cơ chứ. Có việc gì thế bà chủ? Đang lúc quán đông khách thế này mà chị rửa bát phải về quê chăm mẹ bị ốm nặng. Biết tìm ai thay thế bây giờ? Tuyển người giờ có phải dễ đâu, mà lại cần ngay và luôn nữa. Thưa bà,
Tôi đã làm xong rồi, tháng sau tôi lại đến tiếp. Chào bà. Này anh có thể làm công việc rửa bát được không? Tôi đang cần người làm. Nếu anh đồng ý thì ngay ngày mai có thể đến làm công cho tôi luôn được chứ? Anh đồng ý chứ? Tôi chỉ e giới hình hài của tôi sẽ ảnh hưởng. Bệnh của anh không có lây nên tôi không ngại. Quan trọng là anh phải làm việc có trách nhiệm thì tôi mới nhận. Anh có đồng ý không? Nếu bà đã nói như vậy thì tất nhiên là tôi đồng ý ạ. Tôi cảm ơn bà đã tin tưởng và nhận tôi vào làm. Nhất định tôi sẽ làm tốt công việc của mình, thưa bà. Bà không thấy mặt mũi và cơ thể ông ta rất đáng sợ đó sao? Dù là thương người, nhưng chúng ta cũng không nên nhận ông ta. Vì cơ sở kinh doanh của chúng ta là hàng ăn, mọi người sẽ kinh sợ mà không dám đến quán để ăn đâu ạ. Phải đấy thưa bà chủ, bà nên xem xét đi. Phải đấy thưa bà, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của quán ăn chúng ta. Ông ấy đã làm thuê ở đây một thời gian, mặc dù chỉ một tháng một lần đến thông cống, nhưng tôi thấy ông ấy rất chăm chỉ, cẩn thận và không quản ngại bất cứ việc gì. Ôi, hôm nay lên tới 40 độ đấy. Ôi, cực quá đi mất. Này, anh không cần ăn mặc kín quá thế đâu. Trời nóng như thế này, bỏ khăn ra cho mát. Thưa bà chủ, tôi không sao đâu ạ. Cảm động và biết ơn bà chủ quán, người đàn ông bệnh tật luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Ông thường mặc quần áo dài kín và đeo khẩu trang khi rửa bát. Ông còn chọn chỗ khuất nhất để không làm phiền tới ai. Ôi trời ơi, khiếp quá. Em ra phía sau rửa tay, tình cờ thấy người rửa bát của quán ăn. Ôi, em không dám tả nữa đâu. Ông ta nhìn kinh khủng quá. Em sởn hết cả da gà lên đây này. Thế này thì không còn ngon miệng gì nữa. Thế mà bao lâu nay mình vẫn đến đây ăn trong chính những chiếc bát đũa mà ông ta đã rửa. Ôi trời ơi, ghê quá đi. Có chuyện gì vậy thưa cô? Trời ơi, sao quán của bà lại đi thuê một người làm gớm ghiếc thế kia? Nếu bà không sa thải ngay đi thì tôi sẽ không bao giờ đến quán của bà ăn nữa đâu. Ai lại đi thuê một người dị hợm như thế phục vụ quán ăn bao giờ? Nhỡ như anh ta có bệnh gì truyền nhiễm thì sao? Xin lỗi bà. Vừa nãy nước bắn lên làm ướt khẩu trang nên tôi bỏ xuống một lát cho khô. Không ngờ... Đúng rồi, chính anh ta đó. Cảm ơn sự góp ý của cô, nhưng đó là một người làm công tận tụy nhất trong quán ăn của chúng tôi. Ông ấy làm việc vô cùng có trách nhiệm, nhanh nhẹn và sạch sẽ. Hơn nữa, bệnh của ông ấy không phải bệnh lây, nên tôi khẳng định việc đó không ảnh hưởng tới chất lượng an toàn vệ sinh của quán. Vì vậy, mong quý khách thông cảm, tôi không thể sa thải ông ấy được. Tôi sẽ không bao giờ quay lại quán ăn của bà nữa đâu. Từ lần sau, chúng ta không nên đến đây ăn nữa. Thưa bà chủ, có lẽ tôi nên nghỉ việc ở đây. Anh đã nghe những lời này quen thuộc rồi, sao phải chạnh lòng đến vậy? Tôi biết cuộc sống không thể tránh được những điều này. Thôi thì anh cứ thông cảm cho những lời nói như thế và hãy cứ tiếp tục công việc của mình đi. Thôi, anh quay lại công việc của mình đi mà. Tôi không có ý định sa thải anh. Thậm chí tôi còn định cho anh lên làm trực tiếp trong cửa hàng để phục vụ khách hàng luôn nữa chứ. Còn tôi không thể làm trái với lương tâm của mình được. Thôi nào mọi người, tiếp tục công việc của mình đi. Chỉ là khách hàng chưa thực sự biết đến quán ăn của chúng ta mà thôi. Đúng vậy thưa bà, khách hàng chưa thực sự biết đến quán ăn của bà. Đó là điều đáng tiếc. Anh là... Rất hân hạnh được gặp bà. Bà chủ quán tốt bụng. Tôi là bác sĩ thẩm mỹ. Tôi thật sự vừa xúc động vừa ngưỡng mộ khi nghe được câu chuyện về bà. Bà chủ quán bảo vệ người làm công bệnh tật. Hóa ra là vậy. Và thế là ông quyết định đến đây để thử những món ăn của quán tôi hay là... Tất
Tất nhiên là tôi phải ăn thử chứ. Sau đó tôi muốn được gặp người làm công bị bệnh tật của bà để nhận khám chữa bệnh miễn phí cho anh ta. Hiện tại cũng đang có rất nhiều người muốn giúp đỡ anh ta. Câu chuyện cảm động của bà chủ và người làm công bệnh tật đã được lan truyền khắp các mặt báo. Bởi vậy, quán ăn càng ngày càng được nhiều người biết đến và rất đông khách. Cuộc đời luôn đẹp đẽ và đáng sống bởi vẫn còn đó rất nhiều tình yêu thương và sự cảm thông giữa những con người đối xử với nhau bằng chính trái tim mình. Cuộc sống này vẫn cần lắm những tấm lòng nhân ái. Hãy cứ cho đi, rồi tự nhiên sẽ được đền đáp xứng đáng. Đỉnh núi huyền diệu. Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở thôn làng nọ, quanh năm bị bọn đạo tặc đến cướp bóc hoành hành, khiến đời sống người dân vô cùng bất ổn. Cũng ở ngôi làng đó, có hai cậu thiếu niên nhỏ nhưng ý chí lớn. Tâm Minh này, chúng ta cứ tự mày mò thế này thì kiếm thuật không tiến bộ mấy. Bao giờ mới có thể đánh đuổi bọn cướp được? Dù gì thì cũng phải cố gắng, không thể để bọn cướp hoành hành được. Hay là chúng ta lên đỉnh núi huyền diệu tìm võ sư Kim Vũ xin học võ nghệ đi. Cả đời luyện tập không bằng một ngày có thầy giỏi còn gì. Nhưng đã bao nhiêu năm nay võ sư Kim Vũ không còn thu nhận đồ đệ. Thậm chí giờ võ sư có còn ở đỉnh núi huyền diệu hay không cũng không ai biết chính xác cả. Chỉ một tia hy vọng cũng nên thử chứ. Còn hơn cứ mày mò thế này, sẽ càng thêm thời gian cho bọn cướp hoành hành mà thôi. Vậy là hai cậu thiếu niên quyết tâm lên núi tầm sư học đạo. Thật may thay, vị võ sư Kim Vũ vẫn đang ẩn mình trên đỉnh núi huyền diệu. Sau nhiều ngày quỳ đợi mong võ sư thu nhận, bỗng một hôm trên miếu xuất hiện một vị khách lạ. Một hồi rất lâu sau khi trò chuyện, người khách tướng mạo dữ tợn kia trở về cũng là lúc võ sư Kim Vũ xuất hiện. Ngọc Bảo, Tâm Minh, Thiên Long, ta sẽ nhận ba con là lứa học trò cuối cùng của ta. Nhưng hãy nhớ, trước hết phải thật nghiêm túc chuyên tâm rèn luyện, theo như số mệnh đã định. Đây là ba thanh bảo kiếm còn lại của ta, ta giao cho ba con. Khi các con luyện tập võ nghệ, đầu tiên phải giữ lấy cái tâm vì điều chính nghĩa. Nếu các con để tâm mình phế đục, thì thanh kiếm sẽ bị đen và cùng dần đi. Còn ngược lại, thanh kiếm sẽ càng lúc càng sáng và sắc ngọt. Vì vậy, thiện tâm hay ác tâm của các con sẽ thể hiện qua thanh kiếm này. Người trong thiên hạ chỉ cần nhìn là sẽ biết ngay. Thế nên, trước khi chấp nhận làm đồ đệ của ta, thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Vậy từ giờ, các con đã là đồ đệ của ta. Hãy gắn chuyên tâm rèn luyện và hãy nhớ võ công là để cứu người. Trước tiên, hãy cất thanh kiếm quý báu này đi để luyện tập kiếm gỗ trước. Một năm sau, ta sẽ xem thật tâm của các con thế nào. Dạ. Kể từ đó, ba cậu học trò cùng ở lại trên núi học võ nghệ. Tâm Minh và Ngọc Bảo không chỉ chăm chỉ rèn luyện mà còn thay nhau đỡ đần võ sư mọi việc từ nhỏ đến lớn. Còn Thiên Long, không ai ngờ cậu có một bí mật vô cùng đen tối. Thiện tâm hay ác tâm ư? Ta chẳng tin có thanh kiếm nào lại chuyển đen và cùng đi khi suốt ngày được sử dụng cả. Sư phụ thật hồ đồ, người tin lời cha ta nói là sự thật ư? Ngươi còn mặt mũi nào mà trở lại đây? Vì những đồ đệ như ngươi mà ta thấy thật hổ thẹn với đời. Xin sư phụ bớt giận, cũng chỉ vì hoàn cảnh và có lẽ số phận đã an bài nên con mới bước đường cùng mà trở thành đạo tặc. Con tự biết những lỗi lầm mà mình đã gây ra lâu nay, nên giờ nguyện xin gửi đứa con của mình ở đây để sư phụ dạy bảo thành người thiện lương, chuộc lại lỗi lầm của người cha này ạ. Làm người thiện lương là thế nào chứ? Thiện lương có giúp ta no đủ không? Ngốc nghếch. Chối quá. Hả? Ai dám đánh cháo thanh kiếm của ta? Đây đúng là thanh kiếm của mình mà. Nhưng sao nó lại xỉn đen lại thế này? Sao mài rồi mà nó vẫn đen và cùng thế này chứ?
Chẳng nhẽ lời thầy nói là thật? Hôm nay đã đủ một năm theo lời thầy dặn, chắc hẳn hai tên kia cũng lôi kiếm ra rồi, phải đi xác minh mới được. Đường kiếm rất ngọt, thanh kiếm của họ rất sắc và sáng. Chỉ có thanh kiếm của ta đang bị chuyển màu. Võ công của ta giờ cũng đã khá rồi, chẳng cần phải ở đây thêm nữa. Cũng không nên giữ lại thứ vô dụng này nữa. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng ta vừa ném thanh kiếm xuống kia, không thể có chuyện đó được. Quá kinh hãi về chuyện thanh kiếm của võ sư Kim Vũ, Thiên Long mang chuyện về kể hết với người cha đạo tặc của mình. Nghe chuyện, tên đạo tặc liền tặng cho con mình thanh kiếm khác. Giờ con cũng đã học được võ nghệ của võ sư đệ nhất thiên hạ rồi. Chúng ta chỉ còn một bước rất đơn giản để có thể thống trị được giang sơn này. Để đề phòng hiểm họa về sau, tên đạo tặc đã sai đám tay chân nửa đêm lên đốt miếu của võ sư. Thưa sư phụ, miếu đã cháy mất rồi, chắc chắn là có kẻ cố ý hãm hại. Nếu cứ cố ở đây, ắt sẽ chẳng thể có điềm lành. Chi bằng sư phụ hãy về làng cùng chúng con đi. Tưởng rằng sau khi đốt miếu thì thiên hạ sẽ không còn đối thủ, cha con đạo tặc trở lại làng hoành hành tác quái. Nào ngờ thanh kiếm linh thiêng mà Thiên Long nhận từ võ sư dù đã vứt bỏ cũng không thể bỏ được. Dù giả tâm có lớn đến mấy, nhưng Thiên Long không thể địch lại nổi với Tâm Minh và Ngọc Bảo. Còn võ sư Kim Vũ, để chuộc lại sai lầm của mình, ngài đã đối đầu cùng tên đạo tặc. Tuy nhiên, khi tiêu trừ được tên đạo tặc và đội quân của hắn, cũng là lúc nội lực của võ sư cạn kiệt. Sư phụ, người hãy cố lên, đừng bỏ chúng con lại. Thời khắc của ta đã đến. Ta mắc nợ dân làng. Khi đã có một đồ đệ xấu, có nợ phải có trả thôi. Các con đừng quá đau buồn. Dù sao ta cũng rất vui vì đã có những người học trò tài cao tâm sáng như các con. Sự giả dối như cái kim trong bọc sớm muộn rồi cũng sẽ lộ ra. Ta tin rằng với thanh kiếm báo của mình, hai con sẽ chung sức bảo vệ dân làng và làm những điều thiện lương để điều lành được lan tỏa. Và các con hãy tin rằng cái ác cuối cùng không bao giờ chiến thắng được cái thiện, các con nha. Chiếc vòng nạm ngọc. Ngày xưa, có một con quạ rất thích những đồ vật sáng lấp lánh. Từ những mảnh thủy tinh vỡ đến vàng bạc, hễ bắt gặp là nó đều tha về tổ. Một hôm, quạ bay vào cung vua và lạc đến căn phòng của công chúa. Bắt lấy con quạ, bắt lấy con quạ, nhanh lên, bắt lấy kẻ trộm mau. Đây, ông biết tin gì chưa? Công chúa mất chiếc vòng nạm ngọc quý. Nhà vua ban lệnh sẽ trọng thưởng 1.000 lạng bạc cho ai tìm được chiếc vòng đấy. Ôi dạo ơi, thưởng nhiều như vậy nhưng đâu dễ gì tìm được. Nghe nói bị con quạ trộm mất, biết nó ở đâu mà tìm. Trời ơi là trời, trưa rồi mà mình vẫn chưa dậy nữa hả? Một mình tôi đi cuốc hết mảnh vườn về rồi đây này. Trời ơi, mình cào nhào ít thôi, nhà ta sắp đổi đời rồi. Nằm dài ở đấy thì đổi đời làm sao? Mình vào bếp mà xem gạo hết nhẵn rồi này. Hay, đợi đấy, tôi sẽ tìm được chiếc vòng quý của công chúa thì 1.000 lạng bạc đủ mình sống trong sung sướng cả đời rồi. Gớm, đi làm cực lực tối ngày còn chẳng đủ ăn, tưởng kiếm tiền dễ lắm hay sao? Mình lo mà chăm chỉ cùng tôi làm ăn đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Không, có làm cả đời cũng vẫn nghèo cả thôi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm chiếc vòng. Đi mấy ngày trời rồi mà vẫn không có tung tích gì của con quạ. Không biết có phải nó bay về hướng này thật không nữa. Wow,
Có phải ta vừa nghe thấy tiếng quạ kêu không? Hướng này, hướng này. Rõ ràng ta vừa nghe thấy tiếng quạ kêu ở đây mà. À, ta tìm thấy rồi, đổi đời rồi. Chiếc vòng đâu rồi? Trời ơi, bùng sình hôi thối quá. Rõ ràng vừa rồi ta vừa nhìn thấy nó ở đây mà. Giờ mò tìm chẳng thấy đâu. Chắc ta mệt quá nên hoa mắt nhìn nhầm rồi. Không thể nhầm được. Kìa, đúng là chiếc vòng nạm ngọc. Ta không hề hoa mắt. Chắc chắn ta đã thấy chiếc vòng ở khu vực này. Chỉ ở đâu đó dưới lòng hồ này thôi. Phải tìm cho thật kỹ mới được. Này, cậu làm gì giữa hồ thế? Không được. Không thể để ông giải biết chiếc vòng quý nó đang ở đây được. Nếu không, ta sẽ bị lão già đòi chia phần mất. Trời nắng nóng quá, tôi xuống tắm. Cái hồ bùng sình hôi thối, tắm làm sao mà được. Mà trời nắng nóng như vậy, cậu cẩn thận, không bị cảm đấy. Không phải việc của lão. Này cậu, cậu đang tìm chiếc vòng hả? Thôi chết, ông lão đã thấy chiếc vòng rồi. Ta phải nhanh tay hơn. Chỗ này bùn lún sâu quá. Thôi chết, ta bị chuột rút rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi bị chuột rút rồi. Cháu cảm ơn ông, không có ông chắc cháu mất bạn rồi. Cậu bị chiếc vòng quý làm cho mờ mắt mất rồi. Nãy giờ ta định nói cho cậu là nó ở trên cành cây kia, nhưng cậu cứ mãi miết lặn xuống nước, không nghe ta nói. Hả? Chiếc vòng, mất rồi. Này, cậu trai trẻ, cậu đã bị lòng tham làm cho mù quáng, đến nỗi sẵn sàng lao vào sình bùng hôi thối, đến nỗi suýt mất cả tính mạng. Nhưng rốt cuộc cái mà cậu đang theo đuổi chỉ là cái bóng dưới lòng hồ mà thôi, và cậu vẫn còn tiếc chiếc vòng đó hả? Cháu... Thay vì chạy theo một chiếc vòng mà cậu chẳng biết nó ở đâu, sao không dành thời gian đó mà chăm chỉ làm ăn? Những của cải tự tay mình làm ra không phải có giá trị bền chắc hơn sao? Vâng, cảm ơn ông đã giúp cháu nhận ra được nhiều điều. Cháu sẽ nhớ mãi bài học này ạ. Mình ơi, tôi về rồi đây. Thế nào, đã tìm được chiếc vòng đổi đời của ông chưa? Chiếc vòng thì tôi không tìm được, nhưng đời tôi sẽ thay đổi. Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ làm ăn, không để mình vương chải một mình nữa đâu. Tham lam lười nhác thì có ngày chết thật đấy mình ạ. Sao hôm nay tự nhiên mình lại hiểu chuyện thế? Nhưng mình thay đổi vậy là tôi mừng lắm rồi. Dịu dàng vai anh. Anh này, em nghe nói sắp sinh nhật sếp anh à. Anh có kế hoạch gì chưa vậy? Kế hoạch gì? Trời ơi, anh phải chịu khó tặng quà cáp này nọ chứ. Quan tâm hỏi han đến sếp anh nhiều hơn, như thế mới có cơ hội thăng tiến chứ. Không, ai chứ sếp anh thì anh biết, chả bao giờ thích như thế đâu. Đấy, anh cứ lành như thế, chân chất như thế, bảo làm sao có chuyên môn vững vàng, nhưng mãi vẫn là nhân viên thôi. Tính anh thì em biết rồi còn gì, chả thích bon chen gì cả. Nhưng bây giờ, ai người ta cũng đều vậy cả. Chịu thôi, anh không làm được mấy cái việc như nịnh bợ kia đâu. Cậu đi đâu vội vàng thế hả Huyền? Tớ đi ra chợ lấy ít đồ về, có đoàn địa chất mới về, xin trọ nhà tớ mấy tuần. Mà này, có một anh chàng đẹp trai cực luôn á, lại còn giỏi giang, giàu có và rất ga lăng nữa. Cậu mê anh ta rồi hả? Người thế ai gặp chẳng mê chứ. Anh ta rủ tớ cuối tuần này đi chụp ảnh sen. Một mình tớ đi thì cũng hơi ngại. Cậu đi cùng với tớ nha. Xe hỏng à em? Vâng anh ạ.
Tiện đường em lên xe anh chở về cho. Chứ giữa đường thế này tìm đâu ra quán sửa xe bây giờ. Đừng có ngại, tụi anh là dân địa chất, ở trọ trong làng gần đây, không ai làm hại em đâu. Thế thì tốt quá, em cảm ơn anh. Em ở làng nào thế? Dạ, làng Thượng anh ạ. Ồ thế à, thế đúng là làng tụi anh đang dừng chân làm địa chất đấy. Anh ở trọ nhà bà Oanh đấy, em có biết không? Ồ, hóa ra đây chính là anh chàng mà cô bạn mình ca ngợi đây sao? Làng con cô Oanh là bạn thân của em đó anh. Ồ, mà em làm gì trong làng vậy? Dạ, em làm công nhân nhà máy may anh ạ. Người xinh như em mà ngồi cả ngày ở xưởng may thì tiếc thật. Em mà lên thành phố thì có khối công việc phù hợp với em. Ví dụ như làm người mẫu quảng cáo chẳng hạn. Em thì làm sao làm được những việc như thế hả anh? Em thừa khả năng ấy chứ. Cuối tuần anh đang rủ Lan đi chụp ảnh đấy. Anh làm phó nhí cho, em đi cùng nha. Mai nhà anh có dỗ, em sang nhà anh nha. Đấy, trong người ta ăn mặc phong cách, ăn nói thì nhẹ nhàng, khéo léo thế cơ mà. Chả bù cho... Huyền, nghe anh nói gì không? Anh nói gì cơ? Mai cuối tuần, sang nhà anh nha. Em không, mai em bận rồi. Huyền ơi, anh mang ảnh đến cho em này Huyền. Anh Khải, ảnh đẹp không anh? Đẹp vô cùng luôn. Nhưng trước khi xem ảnh, anh có cái này tặng cho em. Nhân dịp gì ạ? Cần gì phải đợi dịp gì cơ chứ. Anh thích thì anh tặng thôi. Wow. Là chiếc váy hàng hiệu anh chọn trên phố đấy. Chắc chắn là rất hợp với dáng em. Cảm ơn anh. Anh làm em ngại quá. Ngại gì chứ. Em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn thế nhiều. Vậy mà trước đến giờ anh Lâm chỉ tặng cho mình mấy bông hoa dại là cùng. Huyền à, em là cô gái đẹp nhất, đáng yêu nhất mà anh đã từng gặp. Em đã làm anh xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thôi, mình ngồi xuống đây xem ảnh nha. Đây, em xem đi này. Góc nghiêng thần thánh này quá đẹp luôn. Huyền à, hứa với anh đi, em hãy mãi ở bên cạnh anh như thế này nha. Tránh xa cô ấy ra. Anh Lâm, bỏ anh ấy ra đi. Huyền, sao em lại làm như thế? Em tỉnh táo lại đi. Em đang rất tỉnh táo đây. Và em thấy chúng mình không hợp nhau. Em muốn chia tay. Không thể nào. Chẳng có gì là không thể. Đồ nhà quê như anh mà cũng đòi yêu cô ấy ư? Mày nhìn lại mình đi. Với chiếc xe hai bánh quèn, không tiền, không quyền trong tay, anh mang lại điều gì tốt đẹp cho cô ấy chứ? Việc tốt nhất của anh bây giờ là tránh xa cô ấy ra. Chỉ tôi mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà thôi. Hãy lên thành phố với anh đi. Nhất định anh sẽ dành cho em những thứ tốt nhất. Em sẽ có cuộc sống yên ấm, đủ đầy như một bà hoàng vậy. Anh Khải, mình lên không báo trước thế này, chắc là anh ấy bất ngờ lắm đây. Em yêu, ăn món này đi. Anh, đồ sở khanh, sao anh nói chỉ yêu một mình tôi? Cô là ai? Tôi đâu có quen cô. Anh chưa bao giờ biết cô ta. Anh là đồ dối trá. Tôi thật không thể ngờ anh là loại người như vậy. Bảo vệ đâu? Mau lôi mụ nhà quê này ra ngoài cho tôi. Đồ đúng mà. Huyền em, có sao không? Anh Lâm. Thôi, chúng ta ra khỏi đây thôi em. Anh Lâm, em là kẻ xấu xa. Em không có mặt mũi nào nhìn anh nữa. Tất cả đã qua rồi mà. Em có sao không? Anh bỏ em ra đi. Tình cảm của anh dành cho em vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Sóng gió đã qua rồi, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại em nha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.